Dạ, cảm ơn các anh chị hãy lắng nghe. Bây giờ chúng ta nói chuyện nhé. Một lần nữa chào các anh chị trên diễn đàn của em ngày hôm nay. Chúng ta lại gặp nhau sau 2 ngày. Chị Thảo Nguyên đang đang phiêu luôn. Thì như các anh chị đã biết rồi đúng không? Từ ngày 17 đến hôm nay mình cũng đã là qua 2 ngày. Thì tất cả trên các diễn đàn mạng thì nó không còn nóng như những ngày trước nữa. Đặc biệt là những cái thành phần mà gọi là dân chủ cựu trong nước thì nó cũng đã lặng đi một số nhiều rồi. Nhưng mà dần dần nó cũng sẽ, nó thấy tình hình bình yên thì chắc sẽ nó cũng sẽ quay trở lại diễn đàn thôi. Nên trên tinh thần mà chúng ta gọi là phòng ngừa thì chắc chắn cũng vẫn còn ở đó, mình không sao lãng được cái chuyện mà mình quan tâm bọn nó sẽ làm những cái gì tiếp theo. Nhưng mà bên cạnh đó thì các anh chị cũng cố gắng, mình cũng không có gọi là, không phải là mình chiến thắng, nhưng mà thật sự là mình cũng cảm thấy vui là vừa trải qua một cái gọi là một cái trận chiến, tuy nó gọi là cam go nhưng mà gọi là nó cũng đi vào đúng như cái những cái gì mà lực lượng an ninh họ họ toan tính. Chào thầy giáo triển nha. Thì bên cạnh những cái thành phần mà chống phá ở ngoài nước thì chúng ta cũng đã nhìn lại rồi, thì nó cũng còn một hai diễn đàn. Mà những cái diễn đàn mà nó trước khi những cái ngày 16, 17 á, nó rất là hô hào. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì nó cũng gọi là nó thật sự thì nó đã chặn em hết rồi. Nên em không có vào được cái diễn đàn nào hết. Chào Hoa Hồng. Nên em cũng không có chất vấn được nó. Nhưng mà các anh chị nào mà cứ vào thì cố gắng chúng ta hãy chất vấn nó xem những cái gì diễn ra. Em chào anh Bằng Nguyễn. Để cho xem coi bọn nó phản ứng thế nào sau những cái chiêu trò của nó. Đợt này thì thật ra là bọn nó cũng tốn khá nhiều tiền đó để mà cho một cái kế hoạch này của bọn nó, nhưng mà bọn nó đã bị lừa thì nhiều. Cái thằng thằng đó là thằng thằng đó là cái thằng dân chủ cũ đó, anh Trung Đỗ ơi. Đúng rồi, tụi nó rất sợ cái an ninh mạng mà. Nên ở bên bên cạnh đây, chào anh Phong Phạm. Thì những cái thành phần bây giờ nó sẽ chuyển cái chủ đề. Và các anh chị cũng hãy nên nhớ rằng là bây giờ có thể rằng nó sẽ quay qua vấn đề về tôn giáo. Thì các anh chị những người nào mà mình có đạo hoặc là bên đạo Phật thì chúng ta hãy cố gắng giải thích cho các cô chú bác, những người để người ta hiểu được cái vấn đề về tình hình an ninh và cũng như những cái chiến lược về kinh tế của đất nước chúng ta, để cho các cô chú hiểu ra được cái đường lối và đừng dựa vào cái vấn đề cái tín ngưỡng tôn giáo để mà mình gây lên những cái cuộc chào chị Nguyễn Phượng, những cái cuộc bạo động như vừa qua. Cho anh Đồng Khởi. Chào Thanh Hoàng. Thì các anh chị cũng biết rồi, về cái vấn đề mà công nhân á, thì nghĩ em nghĩ rằng là qua cái dịp này thì vấn đề ở công nhân chúng ta cũng cần nên có những cái tuyên truyền nó tốt hơn, rồi cũng sẽ có những cái, còn mình phải cố gắng tạo dựng cái công đoàn cơ sở cho nó mạnh mẽ hơn tí nữa để có được những cái họ đi theo sát được cái đường những cái chiến lược của nhà nước mình ha. Nên ở đây còn các anh chị một cái điều cũng quan trọng không kém là mình hãy nên những người mà lầm lỡ, những người công nhân hoặc là những cái công dân của mình họ đã lầm lỡ trong cái việc vừa rồi á, thì chúng ta cũng nên dạ đúng anh Văn.
chúng ta cũng nên có những cái cách nhìn cảm thông cho họ hơn là mình kỳ thị họ, vì đằng nào chắc chắn là pháp luật họ cũng phải trả giá cho cái hành động sai trái của mình. Thì pháp luật đã có như thế rồi thì chúng ta cũng nên đừng nên chỉ trích nhiều. Chúng ta hãy khuyến khích những người chưa biết họ, để cho họ tìm hiểu hơn về những cái luật hay là những cái gì mới. Tại vì theo em nghĩ thì những công dân của chúng ta thì qua những cái thời gian lao động rồi, thì bây giờ có được cái sự quan tâm đến tình hình chung của đất nước, thì mình mong rằng họ cũng hiểu được, họ quan tâm nhưng mà họ hiểu được, và hiểu được thì họ chia sẻ được cho anh Lê Minh, chứ không phải là vấn đề là họ hiểu nhưng mà họ nghe được những cái sự hô hào của những thành phần bên ngoài rồi họ đòi hỏi những cái điều gì để cho mà mình hiểu sai lầm về cái chính sách của nhà nước của chúng ta. À, đất nước của chúng ta thì các anh chị cũng biết rồi, mà một đất nước đang phát triển thì luôn luôn nó phải kèm theo những cái vấn đề tồn đọng và những cái bất cập. Ví dụ như chẳng hạn có những một số bộ ngành họ sẽ không theo kịp được cái sự phát triển của đất nước mình thì họ bị tụt hậu, mà chính tụt hậu thì sẽ gây ra có đôi lúc có một số cái hệ lụy, thì từ những hệ lụy đó những cái bọn kia nó có cái cơ hội nó mới chen chân vào để mà nó đả kích. Thì ở đây các anh chị chúng ta là những người có được một cái thời gian và cũng có được cái sự tìm hiểu nhất định, thì chúng ta hãy cố gắng mình tuyên truyền, em chào chị Thuận, để cho các những người thân của chúng ta, những người xung quanh chúng ta họ nắm vững hơn những cái điều này, và đặc biệt là cái vấn đề bảo vệ về tình hình an ninh đất nước của chúng ta, vì chúng ta đang cần một sự ổn định và cần một cái hòa bình để chúng ta xây dựng một đất nước cho tốt. Đó là cái tiền đề để sau này cho con cháu chúng ta nó có thời gian và nó có cả những cái kiến thức tốt hơn. Chào Lưu Ly, chào anh Nguyễn Phúc.